hai dây bèo cho em này, kèm dây băng nhá. Cái này em có kèm dây băng ở trên buộc ở trên đầu cho em này. Đấy, mã số này lên là 23.99.000. 15 cân đến 35 cân em có size. 15 cân đến 35 cân cho em 99.000 đồng cho em. Chị nào lấy 23 chút 23 giùm em nhá. 99.000 này. Đó, chị nào lấy 23 chút 23. 99.000 đồng cho em màu hồng và màu xanh, màu vàng chứ. Màu hồng và màu vàng cho em 99.000 cho em nhá. 23 giúp em đi. Đó, chị nào lấy 23 chút 23 99.000 cho em 15 cân đến 35 cân nha các mẹ ơi. Chất đuổi tơ không nhăn không nhầu rất là mát luôn. Chị nào lấy 23 chút 23 cho em nhá. Bộ có bộ nhá chị ơi, có bộ nhá. Có bộ nha, váy đấy không có 35 cân đâu. Váy hoa canh đang mặc là mã số 07 á. Rồi ok nha. Chị nào lấy chốt mã số lên là 23 giùm em màu vàng và màu hồng cho em ráng suông nhá mọi người. 99.000 đồng một cái cho em nhá mọi người nhá. 99.000, 15 cân đến 35 cân là em có size này. 15 cân đến 35 cân là em có size. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 nha mọi người nhá. 99.000 cho em. Tiếp này mã số 20 đâu. Đây lên cho em áo gấu quần này. À không, cái gì đấy nhá. Cái này là cái gì nhá. Váy suông này. Lên váy suông mã số 24 váy suông này. Váy suông 17 cân đến 35 cân cho em váy suông cho bé này. Hình như có cả màu xanh rồi đúng không? Váy suông cho bé này. Cái này phải bỏ túi bóng à? Váy suông cho bé bán tặng cho em với giá là 69.000 một cái nhá. 69.000 váy suông này. 17 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. Váy suông mã số cho em là 24 nhá. Cái này lên cho em mã số 24 váy suông đi. 69.000 thôi nhá. Màu hồng và màu đen cho em 69.000 này. Hồng thì em có hồng nhạt và hồng đậm cho em nhá. 69.000 một cái cho em. Chị nào lấy 24 chốt 24 nhá mọi người. Váy suông này. 17 cân từ 4 tuổi trở lên đến tầm 35 cân thì chắc là được 9-10 tuổi mang vừa cho em. 69.000 một váy suông. Mã số cho em là 24 nhá. 24 cho em 69.000 đồng cho em nhá. Đó, chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000 đi. Váy suông cho em nha mọi người. 24 kèm màu nhá. 24 kèm màu cho em. Màu đen và màu hồng cho em 24 69.000 này. 17 cân đến 35 cân này em có size nhá mọi người. 17 cân đến 35 cân em có size 69.000 cho em. Chị nào lấy 24 chốt 24 dùm em màu hồng có hồng đậm và hồng nhạt nhá. Có tay rơi, cái này là tay cánh rơi chứ không phải sắt nách đâu nha. 69.000 mã số lên là 24 đi. Chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000. Sao dạo này nhiều khách bảo được gọi chốt đơn mà không có hàng thế nhỉ? Mà kiểm tra trên hệ thống không có. Sao ấy nhỉ? Rồi chị nào lấy 24 chốt 24 cho em nhá. 69.000 đồng cho em mã hàng cho em là 24. À. Có nhiều khách hả? Có 3 4 khách á. Là BML nên là chốt rồi nhưng không đi. Ok nhá, chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000 đồng cho em váy suông nhá mọi người. Chất cốt tông tàu cho em rất là mịn và đanh chất cho em này. Rất là mịn và đanh chất cho em. 69.000 không chỉ kiểm tra lên là không còn đơn á, không có tên trên hệ thống luôn á. Size 35 cân nhá mọi người. Size 35 cân cho em mã số lên là 24 nhá mọi người nhá. 69.000 cho em. Không có trên hệ thống. Em cái này là 07 này. Chị Kathy Hương lên số điện thoại đi chị ơi. Kha Thi Hương lên số điện thoại kìa. Chị Kha Thi Hương lên số điện thoại nhá. Kha Thi Hương lên số điện thoại. Rồi cái này lên là 07 cho em này. 07 này. 17 cân đến 27 cân cho em mã hàng là 07 váy tơ nhá. 99.000 cho em 07 này. Đây cho em con này 99.000 07 cho em nhá. Mã hàng cho em là 07. 99.000 17 cân đến 27 cân em có size 07 cho em màu xanh và màu cam nhá. Đó, màu xanh và màu cam cho em 99.000. Xanh cam hồng. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em con này. 99.000 cho em. 17 cân đến 27 cân. Chị nào đặt rồi thì thôi. 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhé. 4 đến 8 tuổi cho em 07 nha. 99.000 cho em. 07 kèm số điện thoại nhé. 07 kèm số điện thoại cho em nhé. Váy 35 cân hiện tại hết rồi chị ạ. 07 99.000 cho em. Kha Thi Hương lên số điện thoại. 07 99.000 cho em này. Váy trắng sau không có. Anh mặc em chưa thay. Anh mặc chưa muốn thay. Quần váy là mã số 18 nha. Rồi quần váy là mã số 18 đúng không? Quần váy đây là mã số 18 này. Size 15 cân đến 45 cân em có size quần váy này. Mã số 18 cho em với giá là 79.000 quần váy này. Quần váy nhá. Mã số là 18 cho em.
size quần váy nhá, 79.000, 79.000, quần váy 79.000, 15 cân đến 45 cân đến pháo size, 15 cân đến 45 cân, à 45 cân đúng không, từ 15 cân cho tới 45 cân đến pháo size quần váy với giá 79.000. Chốt cho em quần váy kèm số điện thoại nhá, quần váy kèm số điện thoại lựa hình ngẫu nhiên dùm em. 18 quần váy này 79.000, từ 15 cân đến 45 cân đến pháo size. Đầm trắng không có, à, đầm hoa này vừa lên 07 là còn gì, đầm trắng là 09 nha, đầm hoa là 07. Rồi quần váy này 79.000, 15 cân đến 45 cân quần váy này, không lựa kiểu đâu nhá mọi người, không lựa kiểu cho em, 79.000 cho em quần váy nhá, 15 cân cho tới tận 45 cân cho em nhá, từ 15 cân đến 45 cân em có sai nhá. Đầm sau lưng không có 36 cân, 15 cân đến 45 cân em có sai quần váy này. Đó, chị nào lấy quần váy chốt quần váy cho em 79.000 nha mọi người nhá, 79.000 quần váy này, mã số là 18, quần váy các chị chốt là quần váy đi, 79.000 cho em nha mọi người nhá, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhá mọi người, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em quần váy này. Đó, chị nào lấy quần váy chốt quần váy 79.000 đồng cho em này. Đó, quần váy nhá, mã số là 18 đi, 79.000 cho em nha, 79.000 cho em quần váy này. Yếm đây nhá mọi người, yếm này, yếm là mã số 21 này, đây yếm này, yếm nhá, yếm em bán mình yếm, em không có áo đâu, yếm này không có áo nhá, không có áo, yếm quần cho em này, size 17 cân đến 40 cân cho em yếm với giá 99.000 luôn này, yếm nhá mọi người, cái này mặc đi chơi đi học thì rất là đẹp luôn. Chị nào lấy yếm chốt cho em yếm này, đây mặt sau này, mặt sau đây nhá, không có áo đâu nhá, yếm này em không bán áo nhá, bán một mình cái yếm quần thôi, size 17 cân đến 40 cân cho em yếm 99.000 luôn cho em này. Yếm mã số là 21, comment cho em yếm kèm số điện thoại là được. Yếm kèm số điện thoại cho em mã số 21 nha. Mã số 21 yếm này. Đó, yếm này. Đầm 36 cân em hết rồi. Rồi ok nha. Yếm cho em nhé mọi người, 17 cân đến 40 cân em có size yếm này. Và với giá là 99.000 đồng cho em yếm này. Mày đọc cái vụ FLC chưa? Đội bóng đá đó. Cho các vợ và vợ đi, nhưng mà đi cho phạch đi, kiếm một đội em vào thuê một căn hộ tập chưa. Yếm nha, yếm cho em nha mọi người, chị nào lấy yếm chốt yếm cho em mã số là 21 nha, 21 yếm này, 17 cân đến 40 cân cho em yếm với giá là 99.000 đồng cho em nhá, yếm cho em nhá, 99.000 cho em này. Chị nào lấy yếm chốt yếm này. À, bây giờ em lên bộ nữa các chị nhá, lên bộ nữa các chị. À, váy này em có nhiều váy để xả lắm, bây giờ xả tiếp cái này tiếp này, xả tiếp váy này, cái váy này là 09 lên rồi nhở, 09 này, đây là 09 này, rồi váy hoa mặt cười này, cái váy hai dây này còn sai kỳ, cái này sai kỳ đó, còn em không, rồi 17 cân đến 20 cân em có sai này, mã tiếp theo lên cho em này, mã số 25 này, 25 cho em này. Thôi sale cho em giá là 79.000 đi. Máy lên cho em mã số 25, 79.000, size 17 cân đến 20 cân em có size này. 17 cân đến 20, 22 cân cho em, cái này sắt nách thì mặc cũng được. 17 cân đến 22 cân cho em váy sắt nách có dây buộc ở sau nhá. Cái này có dây buộc ở sau này. Cái dây buộc nơ và dây buộc thắt lưng này. Đó nhá. Chị nào lấy chốt cho em con này mã số này là 25 cho em 79.000 này. Chất đuổi tơ không nhăn không nhầu. Hoa phối liền này, hoa phối liền cho em. Mã số cho em là 25 dùm em 79.000 nha. Mã số 25 màu vàng, màu trắng và màu hồng này, 79.000, 17 cân đến 22 cân cho em, tầm 4 đến 6 tuổi mang vừa. 4 đến 6 tuổi cho em mã số 22 đi. À 25 đi nhá. Cái này chốt cho em mã số là 25 dùm em nhá mọi người. Chị nào lấy 25 chốt 25 cho em 79.000 một cái nhá. 79.000 chốt cho em là 25 dùm em nhá mọi người nhá. 25 79.000 cho em này. Yếm là 99.000 nha các chị ơi. Yếm là 99.000, rồi bây giờ em lên bộ cho nhá. Yếm là 99.000. Rồi mã số cho em là 25 cho em 17 cân đến 22 cân này, 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em với giá là 79.000 một váy này. 79.000 cho em đây phần sau này, cái phần sau nó đẹp lắm. 79.000 cho em hở vơ hở bút xíu lưng nhá, chất đùi gân rất là đẹp. 79.000 mã số là 25 cho em đi. Chị nào lấy 25 chốt 25 79.000 cho em nha. Mã số 25 79.000 cho em, chị nào lấy 25 chốt 25 này. Đây là 09 đấy, 17 cân đến 27 cân, 09, 89.000 này. Đây là
Đây con này là 0989 ngày này cho em này. Cái này là
bao nhiêu cân? À thun bao nhiêu cân? Rồi chị nào lấy chốt 27 cho em nhé mọi người nhé. 27 giúp em nha. Bộ giày này, ba chi tiết nha. 79 nghìn 15 cân đến 35 cân em có size nhé. 15 cân đến 35 cân em. Chín giúp em nha mọi người nha, 99 nghìn cho em 19 này, đó 19 quần dài.
15 phân đến 35 cân quần loe mã số 16 cho em 99.000 luôn quần loe này. Được, được. Mã số tiếp theo 16 này quần loe nhá. À, quần loe mã số 16 99.000, 15 cân đến 35 cân cho em quần loe này. Đây này quần loe cho em này. Quần loe 99.000 cho em nhá. 99.000 luôn, 15 cân đến 35 cân em có size quần loe mã số là 16 này. Các chị có thể comment là quần loe cũng được. Nhá, mã số 16 quần loe 99.000 cho em này. 15 cân đến 35 cân. Loe mã số 16 nắp 4 đến 10 tuổi mang vừa cho em nhá. 4 đến 10 tuổi cho em quần loe mã số 16. Mã số 16 cho em quần loe nhá. Chị nào lấy quần loe chốt quần loe cho em nhá mọi người nhá. Nó rất là đẹp luôn. Mã số 16 này. 16 quần loe nhá, 99.000 cho em nhá mọi người. 99.000 cho em quần loe nhá mọi người ơi. Chị nào lấy 15 chốt 15 cho em.
69.000, 15 cân này, 45 cân cho em 69.000. Mã số là 15 đi, sóc đùi nhá. Quần sóc đùi lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhé mọi người. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em 69.000 sóc đùi này, 15 cân, 45 cân, 69.000. Đó, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhá, chị là lấy chốt 15 cho em 69.000. Quần sóc đùi. Quần sóc đùi nhá. 15 cho em nhá, 69.000 cho em mã số là 15 này, sóc đùi này. Quần dài có quần suông dài thôi. Đây có quần suông dài mã số 20 này. Suông dài là mã số 20 này. Size 17 cân đến 40 cân cho em 1m đến 1m4 này. Mã số 20 là 109.000 cho em suông dài này. Đây là suông dài nhá, mã số 20 này. Quần suông dài mã số 20 cho em 109.000 nha mọi người. Hàng 300 bây giờ tặng 109.000. 17 cân đến 40 cân, 1m đến 1m4 mang vừa cho em nhá. 1m đến 1m4 suông dài nhá. Cái này suông dài cạp lưng thun mềm nha mọi người. Phần sau là lưng thun này, phần trước thì có đính cúc này. Có một kiểu suông dài này thôi. 109.000 suông dài mã số 20 đi. Cái này lên là 20, 17 cân đến 40 cân nha mọi người. 17 cân đến 40 cân cho em với giá là 109.000. Suông dài nha. Mã số 20 suông dài. Suông dài mã số là 20 cho em. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại nữa đâu. Mã số 20 nhá, mã số kèm số điện thoại. Mã số kèm số điện thoại, chị nào đặt rồi thì thôi, không phải comment lại đâu, lại đi đơn 2 3 cái giống nhau. 20 nhá. Suông dài là mã số 20 cho em. 109.000 cho em nha. 109.000 cho em suông dài nha. 109.000 cho em. Chị nào suông dài chốt suông dài cho em mã số 20 nhá mọi người. 20 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 20 suông dài này. Máy này là 07 này. Máy này là mã số 07 này. 17 cân đến 27 cân cho em 07 này. 0799.000. 0799.000. 17 cân đến 20 cân váy tơ nhá. Cái này là hoa tơ cao cấp cho em 07 này. 99.000. 17 cân đến 20 cân là em có size 07 dùng em. Này lên là 07 cho em. 17 cân đến 27 cân em có size 07 màu cam, màu hồng này. Và 07 cho em màu xanh này. Chất tơ mềm nha, có lót trong này. Mà 99.000, mã số là 07 cho em 99.000 này. Đó, 99.000 chốt cho em con này là 07 cho em nha. 99.000 đồng cho em 07. 07 99.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em. 99.000. 99.000 cho em nha. 0799.000 cho em. 07 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em. 99.000 đồng nha mọi người. Đẹp nhá, cái váy đẹp quá. 99.000 đồng cho em nha. 07 cho em nha mọi người nhá. 17 cân đến 27 cân cho em màu cam này. 07 màu hồng này. 07 cho em màu xanh này. 99.000 mã hàng 07 cho em. 17 cân đến 27 cân có size này. 99.000 cho em này. Không bảy chín chín nghìn nha. Không bảy. Không bảy 27 cân, mét 37, mét 37 mặc đến gối thôi chứ qua gối không có đâu. Rồi chị nào lấy 07 thì chốt 07 cho em. Quần sóc lên rồi. Quần suông có 30 cân thì gì. Mã số 20 có 30 cân thì gì. Quần suông lên đến tận 40 cân thì size 30 cân thì phải có chứ. Quần suông là mã số 20, 109.000 quần suông nhá. Quần sóc là mã số 15 vừa lên rồi. Quần sóc 69.000. Tiếp này. Lên tiếp này. Mã số tiếp theo này. Áo giấu quần này. Lên áo giấu quần cho em này. Áo giấu quần này. Mã số tiếp em. Mã số 29, 15 cân đến 35 cân cho em form áo giấu quần này. Áo giấu quần thì giá là 69.000. 15 cân đến 30 cân cho em 69.000 này. Áo giấu quần nhá. Mã số 29 đúng không? Mã số 29 cho em 69.000 form áo giấu quần này. Đây con này lên cho em form áo giấu quần. Mã số lên là 29 cho em đi. 29, 69.000, 15 cân đến 30 cân em có size nhá mọi người. Form này là form giấu quần nhá. Mặc đi với giày thể thao rất là đẹp luôn á. Đi với giày thể thao là tất cao cổ rất là đẹp. Có màu hồng và màu vàng này. Mã số cho em là 29 đến 69.000 đồng cho em nha. Form áo giấu quần này. Mã số 29 nhá mọi người nhá. Form áo giấu quần 15, 17 cân 4 tuổi trở lên cho em đến tầm khoảng 30 cân cho em này.
Không có quần suông 58 cân. Yếm 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 bò dạng quần có. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em con này mã số này lên là 29 nha. Mã số 29 cho em 69.000 áo giấu quần nhá. Áo giấu quần mã số 29 nhá. 29 cho em áo giấu quần. 69.000 cho em nhá. 69.000 mã số 29 giúp em. 69.000 mã số 29 cho em nhá. Chị nào lấy 29 chốt 29 cho em 69.000 cho em. Mã số 29 hồng và 29 vàng. 29 hồng 29 vàng 15 cân đến 30 cân. 69.000 cho em nhá. Váy hồng này lên là 09 này, 17 cân đến 27 cân đến 89.009 này. Đây con này lên là 09 cho em nhá. Con này là mã số 09 này, 17 cân cho đến 27 cân 09 nhá. 89.000. Mã số lên là 09 89.000 cho em. 17 cân đến 27 cân em có size 4 đến 8 tuổi mang vừa này, cái giá này là mặc trên gối này. Cái này là mặc trên gối cho em 89.009 này. Đúng 09 không? Không. 0989 này. Không có tay dài. Thì em không có váy tay dài đâu. Rồi mã này lên là 09 này. 89.000 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân thì 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhá mọi người. 89.000 cho em 09 này. Nhá 0989 cho em. Điểm quần là mã số 21 này. Điểm á. Yếm hay yếm là mã số 21 này. Đây yếm cho em size 17 cân đến 40 cân yếm này 99.000 đồng một yếm này. Yếm cho em mã số là 21 cho em nhá. Đây lên yếm cho em mã số 21 99.000 cho em yếm này. 17 cân cho đến 40 cân yếm nhá mọi người. Từ 17 cân đến 40 cân 5 đến 10 tuổi mang vừa yếm này. Yếm cho em nhá. Yếm cho em với giá là 99.000. Không váy cộc tay mà chất hoa chứ không có chị Hiền Phạm nhá, không có. Rồi nha, yếm này. Yếm cho em. Mã số là yếm là 21, yếm comment yếm đi. Comment yếm kèm số điện thoại nhá. Comment yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Comment yếm kèm số điện thoại cho em với giá là 99.000 nhá, yếm 99.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy yếm chốt yếm cho em 99.000, yếm quần chất bò giấy rất là mềm luôn, nó mềm lắm. Rất là mềm luôn này, sắn gấu rất là đẹp. Mười yếm thôi, không có áo nhá, không có áo nhá mọi người nhá, chỉ bán được mình cái yếm quần này thôi. 17 cân đến 40 cân yếm 99.000 cho em này. Từ 17 cân đến 40 cân yếm là 99.000 đồng cho em nhá. Yếm là 99.000 cho em này. Tất cả bò quần đồ bò nhà em đều là bò giấy hết. Tất cả bò đều là bò giấy hết. Yếm đùi không có. Không có yếm đùi. Rồi chị nào lấy yếm chút yếm cho em nhá. Cái có tay 35 cân hết rồi ạ. Cái có tay 35 cân hết rồi. Rồi ok nhá. Mặc cái áo váy này cho chị xem. Rồi cái này lên cho em mã số là 08 này. 15 cân đến 25 cân cho em 08 79.000 này. Còn một ít xe 79.000 08 này. Đây lên hoài nhí là 08 nhá, 15 cân đến 23 cân em có size nhá. 15 cân đến 23 cân 79.000 cho em mã hàng đây là 08 này. Chất thô boy mềm cho em 08 này. Đó 79.000 cho em 08 nhá. 08 cho em 79.000 đồng cho em. Đó chị nói 08 thì chốt 08 cho em 79.000. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Màu vàng này, màu hồng này. Đây là vàng bông nhí này và đây là màu xanh này. 79.000 08 này. Chốt cho em con này là 08 nhá, 79.000 đồng cho em. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Quần suông phải mềm không em? Phải gọi là chất nó quá là đẹp luôn chứ không phải là mềm nữa chị ạ. Đầm trắng không có nhá. Rồi chị nào lấy 08 chốt 08 cho em với giá là 79.000. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Đó 08 cho em nhá, 79.000. 79.000 cho em 08 nhá. Chị nào lấy 08 chốt 08 có màu xanh, màu vàng và màu hồng. Xanh vàng hồng cho em 08 nhá. 79.000 đến 23 cân quay đầu cho em nha các mẹ nhá. Đến 23 cân quay đầu cho em. Tầm 6 tuổi quay lại. Nhá 08 79.000 chất hồ boy mềm. Nhá 08 nhá. Đó, tiếp này. Mã số tiếp theo này, quần dài á. Quần dài thì chỉ có quần bông gấu với quần suông thôi, quần dài nha em chỉ có bông gấu với suông thôi chứ không có quần gì cả.
Đây có dáng suông này thôi này. Đây có hai cái dáng này thôi chứ không có quần gì. Đây quần dài thì chỉ có mã số là 19 này. Thấy nhá. Quần dài thì chỉ có mã số 19 và mã số 20 thôi chứ không có quần gì cả. Mã số 19 này là quần bom này. Quần dài bom này mã số 19, 99 này, 17 cân này, 45 cân này. Đây quần dài bom gấu mã số này là 19 này. 99.000 cho em quần bom dài nhá, dáng dài. Mã số 19 này 99.000, 17 cân đến 45 cân. Nhá, 17 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m5 quay lại mã số là 19 này. 19 quần bom dài, bò giấy mềm lắm. Cái này bò giấy rất là mềm và mặc thích lắm. 99.000 một cái nha mọi người. 99.000 cho em mã số là 19 này. Chị nào đặt rồi thì thôi. 19.000 cho em quần dài nhá. 19.000. Nhớ đi đơn hai sản phẩm nha các mẹ ơi. Mã số 19.000 đồng cho em này. Cái quần bom dài nhá. Cái là quần bom dáng dài cho em. Mã số là 19 giùm em nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 mã số là 19 giùm em nhá. 17 cân 45 cân lựa hình ngẫu nhiên. Lựa hình ngẫu nhiên cho em này. Đó quần bom này là dáng dài này. 99.000 này. Ừ chị nào lấy 19 cho 19 còn quần suông là mã số 20 nhá. Quần suông là mã số 20 này. Đây quần suông đúng không em? Quần suông dài là mã số 20, 109.000, 17 cân đến 40 cân suông dài này, suông dài nhá. Đây là suông dài này. Suông dài 19 với 20 đều là quần dài, một cái quần bom và một cái quần suông. Mã số 20 này là quần suông này, 109.000, 17 cân cho đến 40 cân em có size 1m đến 1m4 này, quần suông này, chắc rất là mềm bò giấy hết nha. Siêu qua mã. Mã số 20 nhá, 99.000 cho em 20. 17 cân đến 45 cân suông dài. Trời ơi ship toàn quốc 30.000. Ship toàn quốc 30.000 em mua một cái rồi miễn ship thì lấy đâu xăng shipper người ta ăn cái gì. Các chị mua đơn trên 1 triệu miễn ship. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã này lên là 20 nhá. 20 cho em 109.000, 17 cân đến 45 cân có size mã số 20 này. Đó chị nào lấy 20 chốt 20 này. 20 nhá, 109.000. 109 này đây là ống suông dài nhá, cái này là quần suông dài nhá, mã số là 20, suông dài nhá. Rồi lên quần ngố này, ngố là mã số 17 đó. Ngố ôm á 14 này. Lên quần ngố này mã số 14 này, 15 cân đến 35 cân quần ngố này. Dáng ôm nhá, dáng này dáng ôm, mã số là 1469.000 này. Đây cái này lên là 1469.000 đồng cho em nhá. Có mấy mã các chị ở ngay đầu các chị cứ lên sau nên là cũng muốn lên lại cho em lên rồi chứ. Rồi quần ngố lên là mã số 14 này, 69.000 quần ngố này. Ngố nhá, mặc tới ngố dáng ôm cho em 15 cân đến 35 cân này. 4 đến 10 tuổi mang vừa, 69.000 quần ngố này. Mã số cho em là 14 đi. 14, 69.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 14 chút 14 cho em, 69.000 đồng cho em. Mã số 14, 69.000 này. Quần ngố dùm em nhá. Chị nào lấy ngố chốt 14, 69.000. 14 quần ngố nha, 15 cân đến 35 cân cho em, 69.000 dáng mặc tới ngố nha, đi học đi chơi đều ok, 69.000 chất bò giấy nhá, cạp lưng thun mềm, 14 kèm súng thoại, 14 kèm súng thoại, cái hết rồi, mã số 14, 69.000 đồng cho em nhá, mọi người nhá, 69.000 cho em, mã số là 14 cho em này, quần ngố nha, 69.000 15 cân đến 35 cân em có size quần ngố này. Chị Nguyễn Mến lên số thoại này, chị Lan Vũ lên số thoại ạ. Nguyễn Mến và Giang Vũ lên số thoại. Lan Vũ. À Nguyễn Mến và Lan Vũ lên số thoại. Rồi ok nhá, Nguyễn Mến và Lan Vũ lên số thoại đi. Rồi mã này lên là 14 nhá mọi người nhá, mã số 14 cho em 69.000 này. Đó, 69.000 cho em nhá, mã số là 14 cho em nhá. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69.000 đồng cho em nhá mọi người. Ngố nhá, mã số 14 cho em 69.000, đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em. Quần ngố 69.000 cho em. Lan Vũ lên số thoại. Cái chị gì nữa? Rồi ok nhá. Mã số 20 có một màu xanh này thôi. Cái nào em lên nhiều cái em đặt màu, cái nào có cầm một cái là một màu nhá. Tất cả quần nhà em đều màu xanh hết. Rồi 14, 69 nghìn. À đúng
cơ, quần ngố là con số 14. 69 đi. 15 cân đến 35 cân. Nhá, còn quần váy là mã số 15, đúng không? Quần váy lên rồi chứ. Quần váy là mã số 18, quần váy là mã số 18, 79.000 quần váy này. Quần váy là mã số 18, 79.000 15 cân đến 45 cân quần váy này, quần váy là mã số 18 nhá. Ghi là quần váy cũng được. 18 kèm số điện thoại đi, 69.000. Đó, quần váy này. Quần váy là số 18 cho em. 18 quần váy nha, quần này bán hàng xong mệt thế chứ. Quần váy là mã số 18 nhá mọi người, 79.000 này, 15 cân đến 45 cân có size quần váy này. Mã số là 18 đi, 79.000 cho em nhá. 79.000 quần váy này. Đó, chị là lấy 18 chút, 18 quần váy nhá. Quần váy cho em 79.000. 79.000 cho em. Mã số là 18, quần váy nhá, chị nào là rồi thì thôi này. Lựa hình ngẫu nhiên nha, lựa hình ngẫu nhiên. Ăn thì ăn có mặt trên tỉnh ngủ xong.
chị nào lấy bộ mặt cười chốt cho em mã số là 31 nhé. Còn xuông là mã số 17 đúng không? Xuông ngố là mã số 17 đây. Quần xuông ngố là mã số 17, 79 nghìn đây nhá. 17 này. Đây xuông ngố là mã số 17, 79 nghìn cho em này. Xuông ngố nha. Ống rộng nhưng mà mặt tới gối, 79 nghìn cho em xuông ngố nha. Đó, 79 nghìn xuông ngố nhá. Chị nào lấy xuông ngố trước, xuông ngố cho em 79 nghìn đi. Mã số là 17 cho em xuông ngố, chị nào là rồi thì thôi. 17 cân thì 45 cân em có sai xuông ngố này. Đó, chị nào lấy xuông ngố trước, xuông ngố. Mã số là 17, 79 nghìn nhá. Đó, 17, 79 nghìn. Rồi chị nào lấy 17 cho 17 cho em nha. 17 cho em nha mọi người. Xuông ngố 79 nghìn nha. Xuông ngố 79 nghìn cho em này. 17 cân này 45 cân. Xuông ngố 79 nghìn. Mã số 17 cho em. Mặt cười có một màu thôi. Thôi em nghỉ like nhé mọi người ơi. Em nghỉ like đến hết khách. Em nghỉ like nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em hôm nay nhé. Cảm ơn các chị nha. Bye bye mọi người. Bye bye nha. Bye bye.
Hồ Chí Minh chưa nhận đơn đâu chị ạ. À? Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận đơn nhá. Nó bị view, tổng bưu cục ở bên em là chưa nhận đơn ấy. Mỹ Tho Tiền Giang nhận đơn rồi nhá. Mỹ Tho Tiền Giang nhận đơn rồi nhá. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Mỹ Tho Tiền Giang nhận đơn rồi ạ. À, mọi người chấm bài lên cho em đi nhá mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Hello các chị chấm bài lên cho em tương tác với em nhá. Nơi các chị bán hết chỉ thị rồi thì là biết mà. Ví dụ như đang chỉ thị 16 mà bây giờ xuống 15 rồi thì là mua đơn được rồi, mua hàng được rồi ấy. Nhưng mà riêng ở trong Hồ Chí Minh với lại trong Bình Dương thì là không nhận đơn. Ở đấy là các bưu cục với lại ở Tây Ninh nữa. Tây Ninh cũng không nhận đơn. Sĩ 2 triệu lượng mẫu trên line luôn, đúng rồi. Đúng rồi nhá, lượng mẫu trên line nhá. Vì ở trên nhóm sĩ thì thường thường nó không đủ mẫu mấy đâu. À, hàng về cái là bán line cái là lại hết thôi. Nên là các chị chịu khó đặt trên line cho em cũng được. Vì trên live có nhiều những mã hàng em xả hàng rất là rẻ luôn á. Rất là rẻ luôn. Mọi người đợi xem bé tầm 15 phút nữa mới bán được nha mọi người nhá. Vì Facebook nó chưa cho bán luôn ấy. Chị nào chưa nhận được đơn ở trong này thì inbox lên đi em kiểm tra đơn hàng em báo bưu điện cho nhá. Con này size 17 cân đến 30 cân cho em này. 17 đến 30 cân con này.
này lên cho em là 01. Em tặng cái này cho các chị luôn, đầu like cho em nhá, 49.000 cho em 01 này. Các chị ơi, chấm 3 chia sẻ like nhá, bắt đầu bán đây. 01 này. Mã này lên cho em là 01 nha mọi người nhá. Cái này size 17 cân này cho đến 30 cân cho em nhá. 4 đến 7 tuổi mặc vừa cho em 01 cho em với giá là 49.000 nha mọi người nhá. 49.000 có bên liên tục cú phát cho em này. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Nếu như các bạn sỉ mà ở trong này mà nhặt hàng lẻ, size này là sỉ bằng lẻ nha mọi người nhá. Giá sỉ bằng giá lẻ, tại vì bán cũng 39-40.000 với 50.000 thì không thể giảm hơn được nữa đâu. Chỉ có hàng nguyên di thì là mới giảm được nhá. Chị Hiền Phạm nhá. 01-49.000 đồng cho em nhá. 49.000 size 17 cân đến 30 cân cho em nhá. 01-49.000 nhá. 49.000 đồng cho em mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn không? Cân nặng gì ạ? Lên cân nặng đi chị Hiền Phạm với thạc sĩ. Rồi 01-49.000 cho em 15 cân đến 30 cân này. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này lên cho em là 02 này. Cái này có size gì anh nhìn đi. Rồi mã này. Cái này lên cho em 02. Con này size 30 cân đến 38 cân cho em 02 này. 30 cân đến 38 cân. Mã hàng cho em là 02. Cái này em cũng tặng luôn các chị 50.000 luôn nhá. 50.000 luôn cho em 02 này. Có mấy cái thôi. Cái này có 4 cái lên cân nặng nha mọi người. Lên cân nặng đi. Đầu like thì em đang xả hàng lẻ size trước này các chị nhá. Em không lên hàng nguyên di đầu like đâu, tại vì là hàng lẻ size đang nhiều lắm, em phải bán hàng lẻ size đã thì lúc khách đông thì là Châu Long lên xuống lên cân nặng đi ạ. Châu Long lên cân nặng đi xem có vừa không nào. Rồi cái này lên cho em là 02-50.000 luôn này. 02-50.000 luôn cho em này. Con này có size bé là 30 cân đến 38 cân, size rất là to luôn á. Cái này bình thường em đang ở trên bài em bán 130.000 đấy, bây giờ còn có 4 cái tặng luôn 50.000 cho em nhá. Cái này em toàn sale lỗ vốn hết rồi ấy. Nên là các chị nào đặt đơn lẻ size thì phải đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên nhá. Rồi cái này lên là 02 cho em nhá, 30 cân đến 38 cân cho em. 30 cân đến 38 cân cho em 02 cho em 50.000 nha mọi người nhá. 50.000 cho em 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Các chị ơi chấm bài lên nhá. Tương tác bên giúp em nhá mọi người nhá. Tương tác bên này, chia sẻ like ở chỗ cho em là con này 02 đi. 02 nhá, 50.000. Và tiếp theo này. Cái kia rồi mã này lên cho em là 03 này. Cái này trong kia còn xanh gì đấy? Còn xanh này hả? Xin nhờ cái này mát. Rồi cái này lên cho em 15 cân đến 18 cân cho em 03 này. 03 tặng luôn cho em này. 40.000 đồng nhá. 03 lên mã này cho em 03 40.000 cho em này. Châu Long có 01 đồ ok. Hiền Phạm 02 đồ ok. Bà Địa cũng cái gì? À cái gì đấy? Ngọc Nhi là có cái gì đấy? Bubri á, xét Bubri là 145.000. Rồi cái này lên là 03 cho em này. 40.000 nhá, size 14 cân đến 18 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mặc vừa. 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em nhá mọi người nhá. Máy này đẹp lắm, chất rất là mát luôn cho em này. 03 40.000 nhá. 03 40.000 cho em. Mã hàng cho em là 03 40.000 nha mọi người nhá. Rồi cái này 03 40.000 size 15 cân đến 18 cân nha. 4 đến 5 tuổi là mặc vừa cho em 04 à 03 chứ. 03 40.000. 03 40.000 cho em. Rồi qua mã cho em nhá. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên có phải là cái chị ở trên à cái kia là Nguyễn Thảo đúng không? Rồi chị nào lấy 03 thì comment cho em 03, 02 là cái gì đấy? 02 có 22kg ok em chờ. Có 22kg nhá, 02 có 22kg nhá. 02 có 22kg nhá. À, mới đầu thì khách đang còn ít hơi chậm nên sẽ lên lâu hơn nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên là 03 cho em là 40.000 nhá mọi người nhá. Nào cái size các chị mà đặt là phải đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên nhá. Một cái thì em không gọi cho đơn đâu. Mọi người lưu ý giúp em nhá. Quên đi chưa soạn hàng cái size ra thì để soạn ra thì là đã. 03 cho Châu Long rồi ok. Thank you.
bụng 30 cân của bé gái bụng hè bụng đông.
bên trên là không mấy đây, không sáu này. Cái này lên cho em 06 này, 06 cho em con này có size cho bé 15 cân đến 20 cân cho em 06 này. 06 cho em với giá là 40 nghìn luôn này. 06 nhá. Cái này lên là 06 40 nghìn cho em này. Váy tơ dây rút. Váy tơ dây rút ở ngực là váy nào nhỉ? Váy tơ dây rút ở ngực là váy váy hoa, váy hoa. Váy hoa chị, váy hoa đúng không? Đúng không anh nhỉ? Đây đây là 06 cho em nhá mọi người nhá. 06 cho em 40 nghìn 15 cân đến 20 cân cho em 06 này. Đây đây là 06 cho em nhá. 06 cho em váy hoa nhá mọi người nhá. Váy hoa chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em rất là mềm. 40 nghìn. Còn có mấy cái, 2 3 cái gì đấy. 40 nghìn nhá. Vào cái tin nhắn của chị bằng loại sữa đây cho xem cái số điện thoại của chị báo lên biểu điện em. Chị đang nhắn chưa nhận được hàng. Rồi, váy 30 cân. Váy 30 cân. À, 30 cân á. Bạn Phương Linh thì chắc là phải 60 cân mới vừa chứ 30 cân thì là sao. Váy 30 cân nhà sốt là bạn Phương Linh mặc vừa đâu nè. Tập trung vào nhập đơn đi lên rồi đi mua hàng cho em là 08 này, 08 50 nghìn luôn nhá.
08 50.000 cho em này. Một cái 15 cân 3 tuổi á, 15 cân 3 tuổi và một cái là 30-35 cân cho em nhá, 8 tuổi mắc vừa. 50.000 cho em mã này lên là 08 này. 08 cái này là chất thêu rất là đẹp luôn, 08 nhá. 08 cho em hàng cao cấp, còn có 3 cái tặng luôn 50.000 luôn. Tặng luôn 50.000 nhá. 08 cho em cân nặng nào các chị ơi. Một cái là 15 cân nhá, 15 cân 3 tuổi, một cái là 30-35 cân cho em 50.000. 08 nhá. 08 nhá mọi người, chấm mã nó sôi một tí đi mọi người. Mới đầu nhân viên nó hơi kém. Đấy 08 nhá. 08 nhá mọi người nhá. 08 cho Ngọc Hiền một cái 15 cân này. Cho em xem mẫu hả? Mẫu hả là cái gì nhá? Tiền khoảng có 30 cân dồn đơn này. Rồi cái này lên 09 cho em 30 cân này. Rồi cái này váy tơ nhá, 09 30 cân cho em này. Tặng luôn cho em 50.000 luôn, 09 váy tay bồng này. Tay bồng tứ vuông này lên là 30 cân 09 nhá. Cái này lên là 09 cho em 30 cân đi. 30 cân mặc vừa cho em váy tơ 50.000 luôn 09 này. Cái này tặng luôn 09 50.000 cho em nhá. 09 30 cân ạ. À. Cái này 30 35 cân này, 30 cân. 30 cân này, 30 cân. Hết rồi. 08 hết rồi. Đây còn cá này em này. Còn cái 30 cân đấy em. Cái này, cái này 30 cân ạ. À. Mọi người nhớ đi đơn 2 3 sản phẩm trở lên, hàng lẻ size là phải đi đơn 2 3 sản phẩm trở lên nhá. Thì cá là không gọi cho đơn đâu, 10 cân ok này, lên 10 cân. Cá không gọi cho đơn nhá. Đây này. Cái này 10 cân cho đến 15 cân 1 đến 2 tuổi cho em mã hàng này lên là 40.000 à. Rồi cái này lên là 04 40.000 cho em này, cánh tiên này. Cái này 04 này, 10 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi mặc vừa này. À, mã này lên là 04 nhá. 04 cho em 40.000 cho em 04 này. Mã này lên là 04 cho em đi ạ. 10 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi mặc vừa 40.000 cho em 04 nhá. Đây chất đủ rất là mềm. Các chị bảo Yến Văn cho đấy. 04 nhá. Mọi người lên cân nặng cho em với nha. Lên cân nặng cho em với đi mọi người ơi. 04 nha mọi người nhá. Rồi cái này lên tiếp cho em này. Cái tiếp theo này. Nó có một cái nữa. Nhìn xem máy này là hết tinh nhỏ anh. Cái này có một cái thôi, size 15 cân 3 tuổi này. À mới quên, 15 cân 2 tuổi này. Cái này lên cho em 15 cân 2 tuổi cho em 40.000 luôn này. Đây, cái này 40.000 váy ngọc nhá, váy ngọc trắng cho em này, 40.000 15 cân 2 3 tuổi. 15 cân 2 tuổi thôi. 15 mã số 10 nhá, mã số 10 cho em 40.000. 40.000 cho em nhá, mã số 10 15 cân 2 tuổi nha mọi người nhá. 15 cân 2 tuổi cho em 40.000 cho em. Đẹp nào, cái này xinh nhá. Nhắc tinh luôn. Mã hàng số 10 nhá, 40.000. 10 40.000 có một cái này tặng 40.000 cho em. Mọi người ơi, hàng lẻ size có 3 40.000, 50.000 các chị phải đi đơn 3 sản phẩm trở lên nha. Gọi điện cho đơn từ 3 cái trở lên, cái 1 cái với 2 cái nó không gọi cho đơn đâu nha. Thank you.
17 cân đến 22 cân này. Mã số 12 cho em này 50.000 luôn này. Nhưng mà em bán 50.000 thì điên mẹ. Rồi cái này đây là 12 nhá, 17 cân này, 17 cân 4 tuổi cho đến 22 cân 4 đến 6 tuổi này. Mã số 12 nhá, 50.000 luôn này. 12 50.000 luôn cho em nhá mọi người nhá. Đấy là free của nơ này. 12 nhá. À 10 cân rồi, đợi em xíu nhá. Đợi đây đây đây, tìm luôn. Có luôn. 10 cân à. Rồi đây có bộ 10 cân xinh lắm. Rồi cái này đây là 12 nhá. Có xanh nhá, chưa thấy á, rồi để em báo bưu điện nhá. Chị ơi, dịch nên là đơn nó có đi chậm hơn bình thường ấy, mọi người thông cảm nhá. Chứ còn em không thích phát chậm đâu, em vẫn thật phát chậm em không có tiền. Phải phát nhanh tiền mới về. Chứ phát chậm em không thích đâu, nên là chị nào chưa nhận được thì cứ lên đây báo với em để em báo bưu điện nhá. Rồi, đây mã số 12 nhá. 12 23 cân mặc được, 23 cân mặc được nha chị ơi. 23 cân mặc được đấy. 50.000 cái trời. Cao cấp không á. 12 nhá, thì nào lấy 12 thì comment là 12 cho em với giá là 50.000 nha, 12 50.000. Rồi cái này lên 10 cân cho em này. Không nhỉ? Qua ở đây, cái này 10, cái này không quá ít đúng không? Rồi cái này lên cho em 10 cân đến 15 cân cho em mã số 10 mấy nha. Anh ơi nhìn cái này ở bên kia bên kho đúng không? Nhiều hay ít nhỉ? Rồi sao mấy chục cái là cái này chứ em. Thì cái này khá thân của trong cái đoạn đấy. Rồi cái này lên là mã số 12 này, à 13 này. Chị thấy em mang sang đây. Mã số 13, 10 cân đến 15 cân cho em nhá, 50.000 luôn cho em này, 13. Cái này lên là 13 cho em 50.000 nhá, 13 50.000 cho em này. Tặng luôn mã là 13 cho em 10 cân đến đó. Cái này kèm một cái móc này nó không được xinh nữa chứ cái này bánh này rất là xinh luôn á. 13 cho em 50.000 10. Cái này phải từ 8 cân, 8 cân đến 15 cân cho em 1 đến 2 tuổi thôi nhá. 1 đến 2 tuổi cho em này. Mã này đây là 13 cho em 50.000 nhá. À, xe lá trắng vậy ở sau em đang lên hàng lại sai chứ em chưa lên hàng nguyên gì đâu vì ra bán hàng lại sai trước rồi nhá. 13 nhá. 13 50.000. Rồi 14 này. 14 này lên cho em mã hàng 14 cho em size 10 cân này. Cái đỏ đỏ đâu rồi? Rồi cái này đây là 14 này. Đèn duy băng này. Mã hàng số 14 cho em size cho bé là. Em phải đọc cả luôn cả cái yếm kia đi. Cả cái yếm bên cạnh cái vòng vàng đấy. Là cái đấy size 30 cân à. Rồi cái này lên cho em 10 cân đến 30 cân cho em yếm này. 10 cân đến 30 cân cho em 40.000 nha mọi người nhá. Mày yếm cho em là 13 này, 40.000 cái thôi. 40.000 cho em không lượng màu và không lượng kiểu nhé. Có mấy cái nữa tặng luôn 40.000 cho em này. Cái yếm rất là xinh luôn. Cái yếm rất là xinh. Mã này lên là 14 à. 14 30.000 nhá. 12 em hết rồi ạ. 12 em hết rồi nha. Cái này lên là 14 cho em size từ 10 cân cho đến 30 cân ạ. 10 cân đến 30 cân cho em 40.000 đồng. 40.000 đồng nha mọi người. Không lượng màu, không lượng kiểu nha mọi người nhá. Cứ vừa cân nặng cho các chị là được nha. Chất liệu của nó là lanh cao cấp, rất là mềm luôn. Cái này con nhà em mặc xinh lắm. Xinh cực luôn á. Con gái nhà em mặc luôn á. 14. Cái này là 14 đi. 12 hết rồi nha. 12 hết rồi. Cái này lên là 14 cho em nhá. 14 cho em nha. 40.000. 10 cân đến 30 cân cho em 40.000. Không lượng màu, không lượng kiểu nha. Lấy hai cái thì cho hai màu khác nhau này. 14 á. Cái này lên là 14, 40.000 cho em 14 nhá. Mã hàng 14 cho em 40.000 váy yếm nhá. Váy yếm. Váy yếm cho em nhá. 40.000 cho em. 14 kèm cân nặng và kèm súng ngoại đi các chị nhá. 14 kèm cân nặng kèm súng ngoại cho em 40.000 nha mọi người nhá. 40.000 cho em. Đây con gái nha em mặc cái màu đỏ này là xinh lắm. Thôi thì xinh luôn á. Mã hàng 14 size 10 cân cho đến 8 nhà em hết cân. 13 nhà em hết rồi. Chọn mã khác đi chị Nguyễn Quỳnh ơi. Chị Nguyễn Quỳnh chọn mã hàng khác đi nha. 08 với 13 em hết rồi nha. 13 còn 08 thì hết rồi. À 13 còn chứ còn 08 thì hết rồi nha. 08 hết rồi ạ. Cái này đây là 14 nha mọi người nhá. Cái này đây là 14 cho em 40.000 nha mọi người nhá. 40.000 thôi ạ. 40.000 váy yếm nhá. 10 cân đến 30 cân cho em mã hàng là 14 ạ. Comment đúng mã số này. Kèm số thoại nhá. 14 lấy cái mã nào đi. 40.000, 14, 40.000 nha mọi người nhá. Cái váy tay hến là hết rồi đúng không? Rồi váy tay hến ở đây đến mặt luôn này. Rồi váy này lên cho em 15 cân 3 tuổi cho em này. Rồi váy này lên cho em mã số 15 này. Mã số 15 này. Mã số 15 còn mấy cái tặng luôn cho em 40.000 luôn này. 15 cân 3
Cái này lên trên là 02 này.
30 cân cho em nhá. Mã số 0 mấy? 02 à? 02 50.000 này. Cái này lên là 02 50.000 cho em này. 02 nhá. 50.000. Các chị ơi, các cái hàng này size này là không được chọn màu đâu ạ. À. Em bán 3 4 50.000 em không cho chọn màu đâu, tại vì là mỗi màu có một size khác nhau nên là không chọn màu được nha mọi người nhá. Chọn màu là lên thêm 150 cơ. Bình thường cái bài đấy em bán 130, 150 đấy. Bây giờ tặng luôn, cái này lên là 02 cho em này. 02 cho em nhá, size là từ 20 cân đến 20 cân này. 20 cân đến 30 cân mà có một cái 35 cân nhá. Có một cái 35 cân cho em không lựa màu, 50.000 luôn cho em này, size đại. Mã số 02 đi, cái này lên là 02 nhá. Lý ra cá Thu Đông em chưa có. 02 nhá mọi người nhá.
số 21 này, mã số 21 30 35 cân cho em 60.000 nhá. 60.000 cái này lên là 21 cho em, có 5 cái rồi lên cân nặng cho em 21 này. Lớn ạ. Số 30 35 cân. Cái này lên là mã số 21 30 35 cân cho em 60.000 cho em nhá. Trời ơi chị nghĩ làm sao mà em bán 40.000 đến 50.000 em bán ship hả chị? Đơn 600.000 em bán ship nha. Bán này có ý 30.000 bảo em bán ship là thì thôi em chịu thôi. Không có sốt là bán được luôn á. Mã số 21 cho em nha. 21 cho em có mấy cái nhà, có 5 cái thôi. 30 35 cân cho em 21 này. 21 là 60.000 nha. 60.000 cho em hàng cao cấp. 60.000 21, mã số là 21 cho em nhá. 21 30 35 cân ạ. 30 35 cân. Trời ơi, 10 cái 40.000 có 400.000. 10 cái mặc mất nửa tháng. Không biết ship ở đâu nha. Sau hàng nguyên zin chưa lên đâu nhá, đang lên hàng này size à. 60.000 mã số 21 nữa. Hôm nay thì kiểu gì đấy, 21 60.000. Đây có hai cái này thôi à, cái kia đó à.
Hạ Tâm có nhiều lắm. Siêu đẹp luôn, cái này cả mặt nó càng mịn đấy. 25 thì em hết rồi. 25 hết rồi. Mã này lên là 27 cho em nhá.
số 28 này. Mọi người nhớ đi đơn 3-4 sản phẩm trở lên nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại là có đơn cho em nhá. Cứ comment mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi cái này lên là mã số 28 cho em, size là từ cái này size 25 cân này. Size 120 con nữa. 130. Rồi cái này lên 27 cân đến 45 cân cho em, 27 cân đến 40 cân cho em. Mã này lên là mã số 28 này, 28.89.000 cho em nhá. Hết rồi. Cái này lên cho em mã hàng 28.89.000 đồng cho em này, size từ 27 cân đến 40 cân cho em này. 89.000 cho em, mã này lên là 28 nhá. Mình gửi lát rồi để em báo bưu điện nhá. Dịch lên đơn là có chậm hơn bình thường ấy mọi người. Rồi cái này lên là mã số 28 cho em đi. Mã hàng số 28 cho em, size từ 27 cân đến 40 cân cho em, 89.000 size đại nhá. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em, 89.000 nhá. 89.000 cho em. Cổ sen ạ, cái này là cổ sen lá này. Đây, cái này cổ sen lá rất là xinh luôn, có màu đỏ và màu hồng nhá mọi người nhá. Màu đỏ và màu hồng, mã này lên là 28 nha. 28 cho em, size đại 89.000 cho em. 89.000 chấm bài thả tim thả la lên nhá mọi người nhá. Chấm bài thả tim thả la lên cho em rồi. Tin thử đơn của chị sẽ báo với điều điện. 28 nha mọi người nhá. Mã hàng 28 cho em và giá là 89.000. 89.000 cho em nhé mọi người nhé. 89.000 cho em. 89.000. Size là từ 27 cân đến 40 cân. 27 cân đến 45 cân. 27 cân đến 45 cân cho em. 89.000 cho em. Mã hàng 28 cho em, màu đỏ 28 lên cho em là màu hồng này. 28 nhé. Mã số 28 cho em. 28 nhé mọi người nhé. 28 cho em đi. Mã này lên là 28 nhé mọi người nha. 28 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 28 cho em nhá. 28 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. 28 cho em, 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em này. Rồi lên mã tiếp theo lên cho em này. Cái hoa dương lên số điện thoại đi. Hoa dương lên số điện thoại nè. Hoa dương lên số điện thoại nè. Cái này có sai gì đấy? Rồi mã này lên cho em 2 giây này. Màu vàng gửi con cho đối với màu xanh. Rồi cái này lên mã số 29 cho em này. Size 10 cân đến 35 cân này. Mã số 29 nhá. Màu vàng là 10 cân đến 35 cân. Còn màu xanh là 10 cân đến 22 cân. Mã số 29 cho em với giá là cái này sơ 79.000 luôn này. 79.000 váy tơ ạ. Mã tiếp theo lên cho em là 29 nhá mọi người nhá. Rồi đợi xíu em lên váy sao xếp phòng ở sau. Xếp phòng ở hàng cao cấp. Cái này lên là mã số 29 này. Đây lên cho em là mã hàng số 29 cho em, size màu vàng là 10 cân đến 35 cân cho em ạ. Còn màu xanh là 10 cân đến 22 cân cho em. Màu xanh thì chỉ còn 10 đến 22 cân thôi. Váy này em sale luôn 79.000 cho em, váy tơ nhá. Cái này ở trong có lót boy thấm hút mồ hôi cho em, rất là xinh. Mã hàng số 29 nha mọi người nhá. Mã số 29 cho em, màu vàng đủ size, comment mã số đi mọi người ơi. Cái này comment mã số cho em nè. Cái này là chất tơ rất là đẹp, 79.000 một cái thôi. Chị Diêu Trương lên số điện thoại đi, chị các chị không lên số điện thoại. Lên số các chị được ạ. Mã hàng kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là mới có đơn nhá mọi người. Diêu Trương lên số điện thoại đi nào. Mã đầu tiên đặt hàng bên em là phải có số điện thoại rồi nhá mọi người nhá. Mã này lên là 29 cho em nhá. Màu vàng là size 12 cân này cho đến 35 cân. Còn màu xanh là 12 cân đến 22 cân cho em. Đấy, hai màu cho em với giá là 79.000 một váy thôi nhá. Tơ cao cấp cho em, siêu mềm mà bao kiểm hàng cho em 79.000 nhá. Lúc nãy cái mã này chị không được chốt đâu. Diêu Trương lúc này chưa được chốt mã đó đâu nhá, nên là không có đâu. Rồi mã số này lên là 29 cho em đi. Mã số 29 cho em, 79.000 váy tơ cao cấp cho em rất là đẹp luôn. Mặt sau này cái này tơ hai dây bèo xinh cực kỳ luôn. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em. Hồ Yên có 29 rồi ok nhá. Yến Phạm 29 rồi ok này. 29 cho em với giá là Thủy Tiên 29 ok này. 29, 79.000. Màu xanh 12 cân đến 22 cân. Màu vàng là 12 cân đến 35 cân nhá. Mang sang kia bọn kia nó ăn kìa. Không cứu ngủ không kịp. Rồi mã số 29 cho em với giá là 79.000 nhá. 79.000 cho em. Chị nhìn từ số 1 đến số 27. Rồi chị nào lấy 29 thì comment 29 nha mọi người nhá. Lấy tạm 35 cân đó, 9 tuổi vừa chị ơi, 9 tuổi vừa nhá. 02 Diêu Trương không có đâu.
phát cho em này, mã số 30 này. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên đi mọi người ơi. Cái váy kia còn xanh gì đấy? 35 cân lớp 4 vừa chỉ theo quách lên số điện thoại thì chỉ theo quách lên số điện thoại đi. 35 cân lớp 4 vừa đấy. Rồi cái này lên cho em này, size 17 cân đến 20 cân cho em này, mã số 30 này. Mã số 30 này, 17 cân đến 20 cân cho em 139.000. À 129.000. 129.000 hàng cao cấp cho em này. Mã này lên là 30, cái này em cháy hàng không còn. Mã này lên là 30 đúng không? Các chị ơi comment đúng mã số cho em với nha. Mã số 30 cho em đi. Cái này lên cho em là mã hàng số 30 cho em này. Size cho bé là từ 17 cân này đến 20 cân cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em 30. Mã hàng 30 cho em là giá là 129.000 đồng cho em, có 5 cái thôi lên cân nặng nha mọi người nhá. 30 ạ. Lên bông ý chị, bông ở sau á hả? Cái này hả? Ok nha. Cái này lên là mã số 30 cho em nhá. 30. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên đi mọi người ơi. 30 size 17 cân đến 20 cân 129.000 đồng cho em, hàng bukri cao cấp cho em nhé mọi người nhé, bukri cao cấp cho em này, rất là đẹp luôn. Mã số đây là 30 kèm cân nặng kèm số thoại cho em là có đơn nhé. 30 rồi. Mã số 31 này, ôi chết rồi, cái này màu hồng không có, màu hồng đâu rồi, màu hồng đâu rồi, ở con kia bán hoang cái màu hồng sang đây đi. Chà ơi, lấy thôi không để đem sang chứ. Em có đâu, lấy đi. Không có link sang đây mà là đi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em váy cao cấp nha. Mã số 31 cho em này. Mã số 31 cho em này. 31 cho em váy hoa bèo nha mọi người nhá. Size 17 cân đến 37 cân. 17 cân đến 37 cân, mã số 31 cho em, giá là 119.000, lấy số nhỏ nhỏ thôi, bảo lấy số nhỏ thôi. 31 nhá, cái này lên cho em là 31 đi. Mã này lên cho em là mã hàng 31 cho em nhá. Con này có size cho bé là 17 cân đến 17 cân cho đến 37 cân cho em nhá. 15 cân đến 15 cân đến 37 cân cho em, 15 17 cân từ 4 tuổi trở lên cho em đến 10 tuổi mắc vừa. Mã hàng số 31 cho em với giá là 119.000 đồng cho em nhé. 119.000 đồng cho em mã hàng số 31. 31 cho em màu cam này, 31 lên cho em màu hồng này. 31 cam, 31 hồng này, treo rồi là lên cho chị lấy số bé tôi lối lắm. Treo rồi là đi đi. Cái nào lấy mà lại không mang xuống đây á. 31 nha, cái này lên là mã hàng 31 cho em nha mọi người nhé. Mã hàng 31 cho em. 31 119.000 cho em màu cam với màu hồng cho em nhé. Phần này là bèo cho em này. Phần này là bèo cho em rất là xinh. 139.000. À quên, 119.000. Nhầm. 119.000 cho em nhé. Màu hồng với màu cam 31 nha mọi người nhé. 31 cho em nhé mọi người nhé. Đợi xíu với cái này em lên váy sau cho. Mã số 31 cho em, mặt sau có dây thắt eo này. Mặt sau có dây thắt eo cho em này. Rất là xinh, chất liệu của nó là thô boy cao cấp nha mọi người nhé. Thô boy cao cấp cho em. Size là 15 17 cân từ 4 tuổi trở lên cho em này. 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 10 tuổi 37 cân ngoài nặng cho em đấy. Lôi cẩn thận đây này. Mã hàng cho em 31 119.000. 119.000 cho em 31 nha. 31 cho em nhá. Rồi 31 cho chị Uyên Nguyễn này, 31 cho chị Trịnh Thị Man này, 31 cho chị Thanh Huỳnh này. Đồ bé 7 kg em không có ạ. Mã hàng 31 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng. Mã hàng lên là 31 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá. 31 cho em cam và 31 lên cho em là màu hồng nhá. 119.000. 119.000 cho em. Yến Phạm có này, Bình Vũ có, 31 này, Hương Lê có 31 này. 31 nha. Rồi bây giờ lên xét.
31 cho chị Anna này. Chị Đông chưa có đâu ạ. Từ 31 em 119.000 đồng. Em xe cao cấp này. Em xe cao cấp cho em mã số tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo đây, bút reset cao cấp cho em mã số 32 này. À, Thanh Trì á, Thanh Trì Hà Nội á, thích chưa nhỉ? Ở chị hết giãn cách chưa chị? Ở chị đã hết chỉ thị 16 chưa? Nếu hết chỉ thị rồi thì là đi đâu được rồi. Rồi nha, Yến Phạm có 31 rồi, ok, mã này lên cho em mã số 32 này. Mã hàng số 32 cho em này. Củ lá rất là đẹp luôn. Mã số 32 cho em củ lá nhọn nha mọi người nhá. Con này có size cho bé là từ 18 cân cho đến 35 cân cho em này. 17-18 cân đến 35 cân cho em set bookly cao cấp. Ở bên trong nó có quần cho em nhé mọi người nhé. Bên trong có quần này chất rất là đẹp luôn. 145.000 đồng cho em. Mã này lên là mã này lên cho em là mã số 132. Rồi cái này lên cho em là mã số 32 nhé. Mã này lên là 32 cho em này. 32-145.000 đồng cho em màu nâu này. À màu be này. 32 màu be này, 18 cân đến 35 cân. 32 cho em màu trắng này. Màu be màu trắng, chân váy nó rất là dài. Đây chân váy rất là dài. Size cho bé là 35 cân quay lại cho em nhá mọi người nhá. Xét rồi ạ. Cái này xét rồi, cạp và chân váy thì cạp chun rất là mềm luôn này. Cạp chun rất là mềm luôn cho em này. Mã hàng số 32 quên thông báo sợ ở phía năm sáng đi. Cho em này, cái này váy hoa thô boy cho em này, cái này có cổ vuông rất là đẹp.
33 cho em đi. Mã số 33. À, xanh luôn là ok này. Theo Quách của 32 rồi ok. Thu Hiền 32 ok này. Rồi cái này lên cho em mã số 33 cho em váy cổ nơ, à váy cổ trắng nhá mọi người nhá. Cổ vuông trắng.